Ý tưởng về máy lọc nước New Spring bắt đầu từ đâu? Hay một câu hỏi dễ hiểu hơn sẽ là: chúng tôi đã tạo nên tuyệt tác này thế nào? Đó là một ý tưởng đột phá về khả năng lọc với hiệu quả vượt trội. Bộ lọc Spring Carbon E3 với hiệu suất tốt hơn và lọc được nhiều chất gây ô nhiễm hơn. Một ý tưởng thú vị để lọc bỏ chất gây ô nhiễm công nghệ UV Select và giữ lại những khoáng chất tốt. Những ý tưởng này cuối cùng đã gặp nhau. Cùng chào đón máy lọc nước New Spring, nâng cấp với thiết kế hiện đại, tối ưu hóa bởi công nghệ kết nối và đơn giản hóa hơn bao giờ hết. Đây là ý tưởng mới của chúng tôi về nguồn nước mà bạn sử dụng. Máy lọc nước New Spring, tinh lọc vượt trội, sống khỏe chủ động.